Rồi sau khi lật lên như thế này ha, các bạn sẽ đo cho mình dây thun hai sợi tầm 13 cm hoặc 12 cm nha mấy bạn. Chúng ta sẽ đặt vô đây luôn ha, chúng ta sẽ gập cái góc này lại rồi may cái dây thun này vô góc này. Rồi thì sau đó cái phần mép bên trong này chúng ta lật lại, chúng ta may luôn như thế này ha. Bên trong này thì chúng ta may chỉ nổi thì không có sao. Đó, các bạn có thể may thưa lên chút cũng được. Rồi sau khi may đến góc này, cái phần dây thun còn lại á, chúng ta đặt qua bên đây rồi chúng ta may lại ha. Thì cái phần bên đây chúng ta may tương tự giống như cái phần này ha. Rồi như vậy chúng ta đã may xong, bây giờ chúng ta sẽ xem thành phẩm nha. Các bạn tháo những dây thun này ra nè. Tháo miếng này ra. Wow. Rất là đều phải không các bạn? Đó. Rồi, thì mình dừng video tại đây nha. Xin chào các bạn.